Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube chung The Trainer. Và đây là buổi tập thân dưới thứ hai và mình tạm đặt tên buổi này là thân dưới 2. Thì với buổi thân dưới này, mình bắt đầu bằng bài deadlift. Buổi thân dưới thứ nhất thì mình bắt đầu bằng bài squat. Thì đây là cái đoạn mình đang khởi động. Thì thật sự sau một khoảng thời gian dài mình nghỉ thì mình đang phân vân lựa chọn giữa là nên tập sumo deadlift hay là convent deadlift. Thì trong lúc khởi động mình thử tập cả hai. Thì mình quyết định là chọn biến thể sumo deadlift để tập. Mặc dù để mà nói về hypertrophy thì biến thể convent deadlift nó sẽ tác động được vào nhiều phần đùi và mông hơn, nhưng bài sumo deadlift nó cho mình cảm giác chắc chắn, an toàn hơn, phát lực tốt hơn, nên mình sẽ tiếp tục chọn cái bài sumo deadlift này. Và ở trong buổi này mình tập 3 set deadlift, mình chỉ dừng ở mức tạ là 100 cân thôi và tập 7 rep. Và có một vấn đề mình đang gặp phải là trong bài deadlift này mình đang bị mất cảm giác cái phần ngón chân cái, và đến khoảng set thứ hai mình bắt đầu cảm nhận được cái phần bên trong bàn chân, cụ thể là phần ngón chân cái ở bên chân phải. Và bên chân trái thì hiện tại cảm nhận nó vẫn chưa tốt lắm, và mong những cái buổi sau mình sẽ lấy lại cảm giác lift của cái bài sumo deadlift này. Sẽ có một số bạn nói rằng là mình bị cong lưng trong bài deadlift này. Thì thực ra mình chỉ cong ở phần trên thôi. Và thực ra gần đây có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ý, cái việc lưng hay cột sống ở trạng thái flexion ý, đôi khi nó còn giúp bài tập này nó khỏe hơn. Thế nên các bạn có thể chọn cái tư thế hay biến thể nào mà mình cảm giác nó chắc chắn nhất thì hãy tập. Tại mỗi người sẽ có một cái form deadlift là phù hợp riêng, không bắt buộc phải theo một cái chuẩn mực riêng à. Và ở những video sau mình cố gắng có một số cái lưu ý cho bài tập này nó được hiệu quả hơn trong cách gồng hay là cách phát lực hay là cái vị trí setup. Và tiếp theo là bài hack squat. Thì bài hack squat này thực sự là mình tập lần đầu sau rất nhiều năm mình không tập bài này rồi. Tại hầu như trước đây mình không đưa cái bài hack squat này vào trong giáo án. Nhưng hiện tại mình lại quay lại với bài hack squat này. Bài hack squat này toàn bộ vùng trên của mình sẽ được giữ ổn định hơn. Từ đó cái vùng core mình sẽ phải ít hoạt động hơn. Vì vậy chúng ta tập trung được nhiều vào cái chuyển động gập gối và gập hông hơn, và đặc biệt là chuyển động gập gối. Và lưu ý trong bài hack squat này nhá, bạn sẽ muốn xuống sâu nhất có thể khi mà phần gót nó vẫn ở trên cái điểm bám, nghĩa là không nhấc gót, và phần lưng dưới của bạn nó không bị gập cong. Thêm một cái nữa là cái trọng tâm lực của bạn ấy nó sẽ luôn luôn ở giữa vùng lòng bàn chân, mình không muốn nó dồn quá nhiều phần mũi chân, như thế là áp lực lên phần đầu gối sẽ hơi bị nhiều, khi với mức tạ nặng nó sẽ có thể gây chấn thương phần đầu gối. Và một cái nữa khá là buồn là cái máy này so với mình nó hơi bị cao, thế nên mình phải tìm cái vị trí đặt chân nó rất là mất thời gian. Và hiện tại là cái trọng lực đang bị dồn về phần mũi chân của mình khá là nhiều. Và với buổi sau mình sẽ tập lại để xem có nên chọn cái bài hack squat này đi tiếp tục trong chương trình tập của mình hay không. Tại thật sự với cái máy này mình cảm giác nó không được thoải mái cho lắm, vì khi để chân ở phía dưới nhá, áp lực vào gối quá là nhiều, và khi xuống sâu mình bị nhấc gót. Còn để chân ở phía trên thì áp lực vào gối bị nó được giảm hẳn, nhưng mình không xuống sâu được, nghĩa là cái góc gập gối mình nó không tốt. Hack squat là bài khá tuyệt vời cho cái việc phát triển cơ bắp vùng đùi và vùng mông, và sẽ khá là tiếc nếu mình phải thay thế bài này bằng một bài khác. Thì nếu mà thay thế thì mình đang nghĩ đến cái bài là front squat. Và tiếp đến mình sẽ tập hai bài dạng unilateral là bài single leg Roman deadlift và bài split squat. Thì trong cái bài single leg Roman deadlift này mình sử dụng tạ 20 cân. Mình tập trong 2 set. Ở set đầu thì mình đứng cạnh cái rack và bám một tay phải vào rack để giữ ổn định. Còn ở cái set thứ hai thì mình bỏ tay ra và tập tự do. Và lưu ý ở cái bài này nhá, các bạn luôn luôn phải cảm nhận cái phần cả cái bàn chân, trụ và đặc biệt là phần gót, không được để mất phần gót. Khi chúng ta cảm nhận phần gót ấy thì toàn bộ chuỗi sau, cụ thể là vùng mông, vùng đùi sau nó sẽ được kích hoạt và làm việc hiệu quả hơn. Và ở bài này nếu bạn muốn tập trung vào phần đùi sau nhiều hơn thì hãy hạn chế cái góc gập gối. Và với cái việc mình tập một chân nhảy thì cái áp lực lên một chân nó sẽ lớn hơn, đồng thời cái áp lực nó dồn lên cái vùng cột sống của mình nó sẽ ít đi. Và đây là bài tập cực kỳ tốt cho các bạn muốn phát triển cái khả năng hypertrophy của vùng thân dưới. Và tiếp theo là bài split squat. Các bạn có thể xem hướng dẫn bài này mình để ở trên góc nhé. Và biến thể này mình chọn là mình đặt cái phần chân trước ở trên một cái bục nó cao. Thì việc để trên bục cao này sẽ giúp cho cái góc gập gối và góc gập của hông nó lớn hơn. Và với góc gập
lớn hơn này thì phần đùi trước và vùng mông của mình sẽ được kích thích làm việc nó nhiều hơn. Rồi, tiếp đến là bài tập ưa thích rồi. Bài reverse sled drag, hay còn gọi là bài kéo tạ ngược. Bài này mình tập 2 set thôi. Tiếp theo là bài lecker. Bài lecker này mình chỉ tập 1 set nhưng mình áp dụng phương pháp là drop set. Mình sẽ tập trong khoảng 8 đến 9 rep, sau đó hạ khoảng tầm 10 đến 15% tạ, sau đó tập tiếp. Thì trong cái set này mình tập thêm 3 set phụ phía sau. Với những bạn không có thời gian hay là muốn rút ngắn cái thời gian tập thì mình hoàn toàn thể áp dụng cái drop set này ở cuối buổi. Và đây là một cái phương pháp tập nó giúp kích thích cái cơ bắp cực kỳ dã man luôn. Và sau khi tập bài này xong thì cái phần đùi sau của mình mỏi nhừ luôn. Mình mất đến 45 phút ngồi để cho nó bớt căng lại. Tiếp đến là bài đá đùi, hay gọi là bài leg extension cho phần đùi trước. Thì mình cũng áp dụng cái phương pháp là drop set cho bài này. Thì thường những cái bài drop set mình sẽ áp dụng cho những bài tập với máy khi mà phần thân mình ổn định và cái phần mình cần tập nó di chuyển thôi. Thì khi như vậy mình mệt thì mình không bị biến đổi quá nhiều về kỹ thuật và vẫn giữ được kỹ thuật từ đầu set đến cuối set. Rồi ok, có khá nhiều bạn hỏi mình là cái giáo án này mình có thể chia sẻ được không. Thì thực ra cái giáo án này mình chỉ sử dụng trong cái giai đoạn này thôi, nghĩa là giai đoạn sau khi mình nghỉ một quãng thời gian dài khoảng 6 tháng thì mình sẽ tập cái giáo án này khoảng tầm 4 đến 6 tuần và dự kiến khoảng tầm 4 tuần. Và sau 4 tuần mình sẽ chuyển sang một giáo án khác, nó full body và tập tần suất nó lớn hơn. Giai đoạn này mình sẽ đổi bài khá là nhiều để xem là cái bài tập nó phù hợp với cả cái mong muốn của mình trong cái giai đoạn sau sẽ là bài như nào. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái series này của mình. Và nếu hay hãy ấn nút like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình ra thêm nhiều video hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.